Chào mừng các em đến với kênh Huyền Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dạy các em toán lớp 5 sẽ kết nối tri thức của cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng, thầy Liêm được cam thấy dễ hiểu. Các em sau bấm thích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Và hôm nay mình xong bài số 1 ôn tập số tự nhiên tiết số 1 chương 6 chương 7 phần luyện tập. Trước mình sẽ làm câu số 1 viết số và đọc số theo mẫu mình quan sát mẫu. Như đây mình sẽ có một cái bảng gồm có 3 cột. Cột thứ nhất là số gồm có viết số và đọc số. Số gồm có 50.000, 2.810 và 4 đơn vị. Thì mình sẽ viết là 52814. Số này các em sẽ đọc là 52814. Giờ dòng tiếp theo là 30.8020 và 1 đơn vị. Giờ mình sẽ làm bài này phía dưới đây nhé. Như vậy 30 triệu thì các em sẽ viết số 30. Ở đây mình thấy là không có để hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn thì các em viết hai số 0 ở hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn. Số 8 hàng nghìn viết số 8. Hàng trăm không có viết số 0. Hai chục viết số 2, hàng đơn vị số 1 viết số 1. Đúng này. Như vậy mình sẽ được là 30.008.021. Đúng này. Mình sẽ viết cách đọc bên đây nhé. 30 triệu. Không trăm linh tám nghìn không trăm hai mươi mốt đúng này. Như mình sẽ ghi cách đọc là 30.008.021 nha. Giờ dòng tiếp theo là 800.000, 20.000, 10 và 5 đơn vị. 800.000 các em viết số 8, 20.000 viết số 2. Hàng nghìn không có các em viết số 0 nha. Hàng trăm không có viết số 0, hàng chục là 1. Hàng đơn vị là 5. Có nghĩa là 820.015. Mình sẽ ghi cách đọc bên đây. 820.015. Đúng rồi. Như vậy 820.015 nhé. Giờ dòng tiếp theo 1.200.000. 1 triệu viết số 1, 200 nghìn viết số 2. Mình thấy là không có hàng chục nghìn, hàng nghìn thì các em viết hai số 0. Hàng trăm số 3, hàng chục số 2 và hàng 4 hàng đơn vị. Số 4 hàng đơn vị, đúng rồi. Có nghĩa là 1 triệu 200 nghìn 324. Giờ mình ghi cách đọc bên đây. 1 triệu 200 nghìn. 324. Như là 1.200.324. Đúng này. Như là mình xong câu số 1 nha. Câu số 1 các em hiểu bài. Các em sau hết video thì các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 2. Câu số 2 mình sẽ điền số vào dấu chấm hỏi nha. Giờ bài làm của mình. Mình sẽ làm câu A chứ. Như vậy 504.842. Thì mình thấy là số 5 hàng trăm nghìn sẽ bằng 500 nghìn. Số 4 hàng nghìn cộng 4 nghìn. Số 8 hàng trăm cộng 800. Số 4 hàng chục và số 2 hàng đơn vị. Đúng không? Như vậy chỉ chấm hỏi ở đây sẽ là số 800. Tiếp theo mình sẽ làm câu B. 1.730.539 sẽ bằng. Số 1 hàng triệu sẽ là bằng 1 triệu. Số 7 này hàng trăm nghìn sẽ bằng 700 nghìn. Số 3 hàng chục nghìn sẽ là 30 nghìn. Số 5 hàng trăm. Số 3 hàng chục và số 9 hàng đơn vị. Đúng này. Như vậy chấm hỏi đây chính là số 700 nhé. Mình sẽ làm câu C.
26 triệu 400 nghìn 500 bạn. Như vậy số 2 hàng chục triệu là 20 triệu. Số 6 này hàng triệu sẽ là cộng 6 triệu. Số 4 hàng trăm nghìn sẽ là 400 nghìn. Số 5 hàng trăm sẽ là 500. Đúng rồi. Như là mình xong câu số 2. Câu số 2 kem hiệu bạc. Các em sao không thích video hãy biết kem hiệu bạc. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 3. Robot có thói quen viết các số biểu diễn ngày tháng năm liên tiếp nhau để được một số tự nhiên có nhiều chữ số. Ví dụ ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì robot sẽ viết là 3045975, có nghĩa là 3.041.975. Hỏi vấn ngày nhà giáo Việt Nam năm nay thì robot sẽ viết số nào? Câu này dễ. Mình sẽ làm câu A như sau. Như vậy là vấn ngày nhà giáo Việt Nam. Như là vấn ngày nhà giáo Việt Nam năm nay robot sẽ viết. Được số. Như vậy năm nay là năm 2004, 24 nha. Năm nay là năm 2024, nhưng nhà ngày giáo Việt Nam là 20 tháng 11. Như vậy các em biết là 20 tháng 11 năm 2024. Đúng không? Các em viết hết xong các em sẽ cách ra. Đây là hàng trăm hàng nghìn. Đúng này. Như vậy các em cách ra từng nhóm, lớp đơn vị, lớp nghìn và lớp chục và lớp triệu, lớp đơn vị, lớp cha nghìn và lớp triệu, như mà sẽ được là 20.112.024. Đúng này. Như vậy năm hiện tại bao nhiêu thì các em sẽ biết đúng năm hiện tại nha. Mới sẽ làm câu B. Hãy cho biết giá trị của từng chữ số 2 trong số mà robot đã viết ở câu A. Mình thấy là chữ số 2 này đứng hàng chục triệu, giá trị sẽ là 20 triệu. Chữ số 2 này hàng nghìn, có nghĩa là giá trị sẽ là 2 nghìn. Số 2 hàng chục, giá trị sẽ là 20. Ví dụ kết luận là giá trị của từng chữ số 2. Trong số 20.112.024 lần lượt từ trái sang phải là như vậy giá trị của từng chữ số 2 trong số 20.112.024 lần lượt trừ trái sang phải sẽ là 20 triệu. Tiếp theo là 2.000 và cuối cùng sẽ là 20. Đúng rồi. Như là mình xong câu số 3 nha. Câu số 3 kem hiệu bạc. Các em sao không thích video hẹn kem hiệu bạc. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 4. Câu số 4, ba số chẵn liên tiếp được viết vào ba chiếc mũ. Mỗi chiếc mũ được viết một số. Bạn Việt, bạn Nam và bạn Robot. Mỗi bạn sẽ đổi một chiếc mũ trên. Robot nhìn thấy số được viết trên mũ của bạn Việt, bạn Nam sẽ là 2032, 2028. Hỏi chiếc mũ mà robot đang đổi được viết số nào? Giờ hãy sẽ tính nhắc chỗ này cho các em hiểu nhé.
Như vậy mình thấy là hai số này các em nhớ là các số chặng liên tiếp sẽ hơn kém nhau hai đơn vị. Mình thấy là nếu các em lấy số này trừ số này sẽ bằng bao nhiêu? 2032 trừ cho 2028 sẽ bằng bằng 4. Đúng này. Như vậy là hai số này hơn kém nhau là 4 đơn vị. Mà ba số này là ba số chặng liên tiếp, có nghĩa là hơn kém nhau hai đơn vị. Như vậy số này sẽ nằm giữa hai số này. Như vậy các em lấy số này cộng 2 nhé. 2028 các em cộng 2 sẽ bằng là 2030. Như vậy số của robot sẽ là 2030. Đúng này. Như vậy các em kết luận trả lời là chiếc mũ mà robot đang đội được quý số 2030. Đúng này. Như vậy là chiếc mũ mà robot đang đội. Được quý số. Đúng này. Như là mình xong câu số 4 nha. Câu số 4 kem hiểu bài. Kế sau không khích video hãy biết kem hiểu bài. Dạ, như là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em khá giảng và hiểu, bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hà Liêm, các em sau nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hà Liêm. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.